Xin trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là thứ 6, 4 tháng 10 năm 2004. Thưa quý vị, ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã tấn công vào hơn một chục mục tiêu của nhóm phiến quân Houthi ở tại Yemen, sử dụng cả uh, tàu chiến và cả máy bay tấn công. Đó là các giới chức của Mỹ cho đài truyền hình CBS biết như vậy. Những cuộc tờ không kích này, theo như uh, tuyên bố của uh, Bộ Chỉ huy hành quân cho biết, nhắm vào 15 mục tiêu mà có các cơ sở quân sự của nhóm Houthi, với mục đích để bảo vệ tự do hàng hải, tự do hải hành trong vùng biển quốc tế và để bảo đảm vùng biển quốc tế này an toàn hơn cho các tàu bè của Mỹ cũng như uh, đồng minh của Mỹ và các tàu hàng đi qua đây, đó là cái biển Đông Hải. Chúng ta biết trong thời gian qua cái nhóm Houthi thường xuyên tấn công các cái tàu đi qua biển này. Thì à, hồi tuần trước nhóm thi này đã mở một loạt cuộc tấn công mà ngũ giác đài của Mỹ gọi là phức tạp. Sử dụng hỏa tiến hành trình cũng như máy bay không người lái. Tấn công vào các khu vực mà xung quanh à, tàu chiến của Mỹ. Những loại vũ khí này à, phần lớn hoặc là bị bắn rơi hoặc là không bắn tới tàu của Mỹ. Đó là theo ngũ giác đài cho biết như vậy. À, không có chiếc tàu chiến nào của Mỹ bị trúng cả và không có uh, binh sĩ nào bị thương hoặc bị thiệt mạng. Tuy nhiên các vụ các vụ tấn công được của nhóm Houthi Và các tàu của Mỹ cho thấy rằng là nhóm này càng ngày càng manh động và coi như là không sợ hãi gì cả. Thành thử ra ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ nhắm vào 15 mục tiêu này để cảnh cáo cũng như cản trở cái uh, sự tấn công trong tuần vừa rồi của nhóm Houthi uh, hồi tháng 11 năm ngoái thì nhóm này cũng đã nhắm vào hơn 100 chiếc tàu đi qua biển Hồng Hải làm cho hai chiếc bị chìm và họ cướp một chiếc khác. Và vụ tấn công này của Hoa Kỳ nhắm vào cái uh, nhóm Houthi cũng xảy ra vào cái lúc mà cuộc chiến Trung Đông đang nóng. Bên phía Mỹ cho biết là có vẻ những nhóm Houthi làm cái chuyện này để mà trợ giúp cho cái nhóm mà à, Hamas ở bên à, giải Gaza. Liên quan đến việc mà Hai cái tàu ngư dân của Việt Nam, hai tàu đánh cá Việt Nam bị uh, tàu Trung Quốc bị cái gọi là uh, tàu chấp pháp, nó tàu địa phương của thành phố Tam Sa, đảo Hoàng Sa của Trung Quốc đó, mà Trung Quốc chiếm Việt Nam á. Đánh và lấy người, lấy tiền bạc, à, lấy uh, máy móc và cá trong ngày 29 tháng 9 vừa qua. Thì quý vị biết đó là ngày mùng 2 tháng 10, uh, người phát ngôn bộ ngoại giao là bà Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối chuyện này. Và các chuyên gia người ta ngạc nhiên là lần đầu tiên từ rất lâu Việt Nam đã dùng những ngôn ngữ rất là mạnh mẽ đó. Trong này ví dụ như bà Hằng nói rằng là sau khi là uh, khẳng định Hoàng Sa độc của Việt Nam theo công ước Liên Hợp Quốc uh, vào năm 1982, công ước vào luật biển đó, những cái việc mà Trung Quốc làm nó đi ngược lại công ước và luật biển vào là UNCLOS 1982, thì bà Hằng cũng cho biết như thế này: Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo lực lượng thực thi pháp luật trung quốc đối với ngư dân tàu cá việt nam đang hoạt động trong khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam gây thương tích đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản ngư dân việt nam đó chúng ta thấy cái ngôn ngữ đó nó khá là mạnh mẽ thì ngay lập tức uh, giáo sư uh, Alexander vu vinh một người sinh ra tại hà nội hiện nay đang làm giáo sư ở tại cái viện gọi là uh, denyo Inuit asia pacific center ở bên Hawaii thì ông này đã viết ở trên uh, X của ông như sau và cho bạn cho coi các uh, laptop của tôi ông viết thế này chúng ta để ý ngôn ngữ này xem đây là chúng tôi vô cùng quan tâm hay không đó bất bình và phản đối mạnh mẽ đây là những ngôn ngữ mà mạnh hơn trong quá khứ vào thời điểm sau khi uh, tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam tô lâm thăm Việt Nam và thăm Mỹ đi đến Mỹ uh, công tác và cái nhận xét của giáo sư uh, vui như sau: Trung Quốc không có vui vui lòng, không có vui vẻ với lãnh đạo mới của Việt Nam, bởi vì ông này có vẻ như là không có trùn uh, bước với Trung Quốc, accommodating tức là trùn bước, Tức là nghe lời theo Trung Quốc đó là theo cái nhận xét của ông uh, Vũ Vinh, một học giả về, chuyên về Việt Nam ở tại Hawaii đó. thì Thưa quý vị, qua ngày hôm nay. Thì cái chuyện này đã làm cho cộng đồng thế giới gọi là phẫn nộ phẫn nộ và nhiều nước bắt đầu là lên tiếng phản đối cái hành động này của trung quốc thì ngày hôm nay philippines đã chính thức lên tối, tiếng phản đối trung quốc cái chuyện này ờ, ông uh, eduardo uh, xin lỗi quý vị tại nó nhảy quá ông uh, uh, eduardo ano là cố vấn nền quốc gia của philippines cho biết rằng là philippines phản đối hành động này và đây là một hành động là không thể chấp nhận được, mà hành động là thô bạo đó. và không có, uh, không có công lý, đây là hành động mà không công lý và ông và uh, đại diện Philippines cũng cho biết là Philippines đứng về phía Việt Nam phản đối mọi hành động của Trung Quốc uh, đối với 10 ngư dân Việt Nam uh, qua cái việc mà lấy ngư cụ của họ cũng như là lấy cá của họ và coi như là phản đối Trung Quốc những cái hành động mà tại biển Đông đó là chính thức ngày hôm nay uh, coi như là uh, Philippines đã lên tiếng phản đối cái chuyện này. Uh, chúng ta biết là trong thời gian qua uh, Trung Quốc cũng gây hấn với lại Philippines rất là nhiều. Đó là về phía Philippines ngày hôm nay lên tiếng. Trong khi đó thì các quốc gia khác cũng bắt đầu lên tiếng. Chẳng hạn như Matthew, Matthew Miller người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay cũng lên tiếng là Mỹ rất quan tâm sâu sắc về các báo cáo về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc đối với các tàu đánh cá ngư dân Việt Nam trong vùng biển Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay những hành động nguy hiểm và bất ổn này trong khu vực biển đông. À, xin mời các thật cho các laptop của tôi, đây là những cái uh, tweet, những cái mà Ách sọ viết ở trên uh, tòa đại sứ của uh, New Zealand viết ở trên đây. Đó. Rồi ông Kurien uh, Gere là đại sứ của Liên Âu tại Việt Nam cũng lên tiếng chúng tôi kêu gọi giảm bớt căng thẳng và tiếp tục ủng hộ à, các à, đối tác tìm kiếm một cái à, thực hiện cái quyền à, hợp pháp của mình trong khu vực và ông cũng nói rằng là Liên Âu lên án hành động bất hợp pháp này ở à, trong lúc gia tăng các cái vấn đề mà vi phạm luật lệ quốc tế và đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực và ông cũng nói luôn là tôi rất quan tâm sâu sắc về những cái uh, bản báo cáo nói về các cái sự mà xảy ra ở quần đảo Hoàng Sa mà ngư dân Việt Nam bị tàu chấp pháp của Trung Quốc tấn công vào ngày 29 tháng 9. Đại sứ Enfield của Vương quốc Anh tại Hà Nội cũng lên tiếng cho biết là chúng tôi rất quan tâm về các báo cáo là có những sự đánh đập của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam ở trên biển Đông. Hành động này là vi phạm cái sự cái quyền chủ quyền cũng như gây cái nguy hiểm và đe dọa sự ổn định ở đây và nước Anh kêu gọi các bên phải tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UCLOS 1982 để bảo đảm hòa bình ổn định trong khu vực. Đó là những cái người mà uh, lên tiếng uh, trong cái vụ này và cả ông uh, Son Stay, đại sứ Canada tại Việt Nam cũng lên tiếng ngày hôm nay. Và cả đại sứ uh, bà, bà đại sứ của New Zealand ở Hà Nội nói chung là nhiều quốc gia ngày hôm nay lên tiếng phản đối Trung Quốc dữ dội trong cái chuyện này. Thì thưa quý vị chúng ta không biết vì sao cái chuyện này nó xảy ra Nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc có nhắn gửi một thông điệp gì đó Mình không biết Nhưng mà chuyện này xảy ra ngày 29 tháng 9 Tức là chỉ hai ngày trước khi ông Tô Lâm Tổng bí thư chủ tịch nước Việt Nam lên đường thăm ba quốc gia Mông Cổ, Ireland và Pháp Sau khi ông đi qua Mỹ Dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc Và hội đàm song phương với lại Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã. Hôm trước tôi kể quý vị là trong trước cái lúc mà 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 hai bên hội đàm là Trung Quốc cũng đã bày tỏ cái gọi là thái độ hoặc bằng cách bắn hỏa tiến xuyên lục địa lần đầu tiên trong 44 năm. Hỏa tiến Đông Phong 41 là dài tức là có thể đi xa, xa tới 15 ngàn cây số, đó đại khái như thế. Và theo cái nhận định của giáo sư Alexander Vu Vinh có thể là Trung Quốc không hài lòng với những gì ông Tô Lâm làm trong thời gian qua. Có thể là ông Tô Lâm qua bên Trung Quốc bày tỏ gì, hứa gì đó nhưng mà khi ông Tô Lâm đi qua bên Mỹ lại khác hoàn toàn. Đó, có thể là họ khó chịu về chuyện đó. đó đó là những cái chuyện đã xảy ra một cái điểm nữa chúng ta phải chú ý là gì ngày 29 tháng 9 khi mà tàu chấp pháp của Trung Quốc đánh ngư dân Việt Nam thì nó cũng là hai ngày trước cái ngày 1 tháng 10 là ngày lễ độc lập lần thứ 75 của Trung Quốc đó. thì nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Trung Quốc muốn gửi một thông điệp cho thế giới thấy là à nhân cái ngày này là chúng tôi cho vị biết là chúng tôi là mạnh mẽ lắm đừng có dẫn mặt của chúng tôi đó. hoặc là có thể là ngầm dạy cho các nước khác xung quanh những bài học đó và một cái lý do nữa nhiều người người ta cũng cho rằng là có thể là cái chính sách kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang gặp khó khăn rất là nhiều đặc biệt đối với tập Cập bình nhân dịp mà kỷ niệm độc lập lần thứ 75 thì họ 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 chuyển những cái thông điệp này đi ra ngoài họ gây hấn với các nước khác bên ngoài để gây cho cho dân chúng Trung Quốc uh, gây cái sự chú ý ở dân chúng Trung Quốc để quên cái khó khăn của Trung Quốc hiện nay ở trong nội bộ đó. tôi biết vừa rồi là một loạt uh, hai ông bộ trưởng quốc phòng mất chức ông bộ trưởng ngoại giao cũng mất chức và nghĩa là có nhiều cái vấn đề mà ở trong trung quốc hiện nay thì đó là cái nhận định của các chuyên gia biết đúng sai như thế nào chúng ta không biết nhưng mà đó là câu chuyện mà uh, tàu trung quốc uh, đánh đập ngư dân việt nam mà chúng ta biết đó mà đặc biệt cái này quý vị để ý những lần trước đó, chúng ta không thấy hình ảnh ngư dân bị đánh đập hoặc băng bó đưa lên như kỳ này chúng ta thấy không là hình ảnh trong nước báo chí được chụp những cái hình đó. Khiêng lên băng ca rồi ba cái người bị đánh đập, mấy người bị thương là băng bó tay chân là lên truyền hình, lên báo chí và cả thế giới đều biết cái này là không vô diễm. À, thì đó cũng là cái điểm đặc biệt trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trở lại với Hoa Kỳ thưa quý vị, cựu tổng thống Barack Obama trong những ngày tới sẽ cùng với bà Kamala Harris đi vận động tranh cử đặc biệt ở các tiểu bang chiến trường Chúng ta biết là không ai nói nhưng mà mọi người đều hiểu, không ai hiểu nhưng mọi người đều biết. Ông Barack Obama là tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Mà nhiều người đã nói vui là ngồi lộn chỗ, à, bạch ốc, <laughs> bạch ốc là theo tiếng Hán chứ còn tiếng Việt nó gọi là nhà trắng. À, hoài hầu đúng không? Việt Nam gọi là nhà trắng. Nhà trắng à, ai muốn hiểu sao hiểu. Nếu tiếng Anh, tiếng Anh ăn đông như đổ dũng người gọi là nhà trắng là người nhà cho người da trắng. Mà ông này da đen lọt là lộn chỗ, là nhiều người đã bảo lộn chỗ đó. Thì tuy là lộn chỗ nhưng mà ai cũng hiểu rằng là, là đây là cơ hội để ông coi như tiếp tục cái di sản của cái người mà là lãnh đạo không phải mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợ nhỏ à mà bây giờ đang bị đe dọa không biết đông Trump thắng thì sao đó mà ông Trump thắng thì cứ biết rồi đó tất cả di sản của Obama của những người mà ngồi lộn chỗ rồi Ốc độc xoái thành ra trong những ngày tới sẽ đi vận động tối đa cho bà Kamala Harris hy vọng là bà sẽ trận đứng ông ở Donald Trump trở lại tòa bạch ốc đó là cái câu chuyện mà thấy như thế. Trong khi đó thì ngày hôm nay cựu tổng thống Donald Trump đã trở lại tiểu bang Georgia trong vòng 3 ngày và đã gặp ông thống đốc Brian Kemp lần đầu tiên trong 4 năm hai người gặp lại. ta biết là hai người có mối thù. <laughs> trong 2020 ông Donald Trump thu ông Joe Biden tại tiểu bang này. Ông chửi ông Brian Kemp là quá trời luôn. Đó, mà hồi đó là ông ủng hộ Ryan Kem là ông Brian Kemp rồi Brad Raffenberger là được ông Trump kêu trông tôi 12 ngàn phiếu đi gần đây không cho ông chửi hàng này ghê và ông đã từng hôm nọ ông xuống vận động rồi xong xong có chê mà thông đồng thông đồng tệ hại nhưng bây giờ à, hai bên gặp nhau là bởi vì họ đang cần nhau nhất là ông Trump giờ đang cần thì à, thay vì là một cuộc vận động tranh cử giống như hôm thứ hai thì ngày hôm nay thưa quý vị ông Trump đến với ông Brian Kemp trước mặt là toàn là những à, những cái gọi là nước uống này, những cái hộp tã này và những cái thứ khác để mà ủng hộ cho người dân mà đang bị kẹt, bị 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 bão đó, ờ, nó không mang tính vận động nhưng mà cũng có thể nhiều người hiểu là vận động cũng được không thành vấn đề và ừ. hai người đã gặp nhau ở thành phố Evan ở tiểu bang Georgia sáng ngày hôm nay thì uh, báo chí người ta mới hỏi thấy hai người bắt tay vui vẻ, ha? báo chí mới hỏi là ông Trump là, hey quan hệ của ông bây giờ với ông Kem như thế nào? Thì ông Trump bảo Ô tuyệt vời tuyệt vời Cái người phóng viên nó hỏi No 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 Ông đã từng nói là, là ông, ông chỉ trích ông kem dữ lắm mà Ông Trump bảo no 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 Bây giờ tuyệt vời lắm Chúng tôi làm việc với nhau Chúng tôi luôn luôn làm việc với nhau Rất là tốt đó Thì bây giờ ông Trump cũng đang cần thắng Ở cái tiểu bang Georgia Thành ra có lẽ là ông nhận ra cái điều nó tiếp tục Mà tấn công ông Brian Kemp Thì không được Bởi ông Brian Kemp Cũng là thống đốc Cộng Hòa luôn Nhưng mà khác phe với ông Trump mà ông không có nghe lời Hồi trước ông Trump muốn kêu ông Brian Kemp tổ chức bầu cử lại đó mà ông Brian Kemp không chịu đó thì hôm nay cho quý vị thấy rằng là gì cái 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 cái, uh, cuộc vận động tranh cử càng ngày nó càng nó là nóng lên đó rồi cũng liên quan đến ông Trump luôn thì thưa quý vị báo chí ngày hôm nay tiết lộ một cái tin rất là buồn cười ông này đúng là ông trẻ con ông hay thủ vặt hôm trước trên chương trình từ thủ đô với Nguyễn Văn Khanh đó tôi có nói một số quý vị chỉ trích cho bảo ông Trump ông Dũng nói thật bệnh tôi nói xấu ông Trump tôi không nói xấu tôi nói sự thật ông Trump ông hành xử không khác với nít ông, ông ghét ai là ông trả thù người đó và ngày hôm nay báo chí người ta đều đăng đặc biệt tờ báo Orange County Register và các báo khác họ đều phỏng vấn một cái ông từng là nhân viên của ông Donald Trump và ông này mới tiết lộ năm 2018 khi mà California bị cháy rừng ông Donald Trump có đến thị sát đi cùng với thống đốc lúc đó là ông thống đốc cũ là ông ông, ông, ông Jerry Brown và thống đốc mới là Gavin Newsom mà trước đó ông Trump bảo là tại mình không quét lá rừng nên bị cháy. Đấy. Rồi ông đi về xong cái ông bảo là không, không có viện trợ cho cái cái, cái tiểu bang ở tiểu bang tiểu bang xanh. Toàn cái bọn phản động. Đấy. Không tôi không viện trợ nữa. Nhưng mà sau đó nhân viên của ông mới cho thấy ông ơi ở Orange County nè, cái vùng của ông Đỗ Dũng nè, có nhiều cử tri Cộng Hòa họ bầu cho ông á. Lúc đó ông Trump ở vậy hả? tôi chết là có cử tri Cộng Hòa. Thế thì thôi. À, cho cho tiền, cho tiền thì đây là họ phỏng vấn công Mark Harvey nhân viên hội đồng an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Trump và ông xác nhận cái thông tin này đầu tiên là tờ báo mạng Politico đăng và hôm nay tờ báo OCR, tờ phỏng vấn ông cũng xác nhận chuyện đó tức là hội bị báo Harvey công Harvey ông làm phụ tá đặc biệt của ông Trump đặc biệt về các vấn đề khủng hoảng nội địa và ông Harvey này nằm trong số hơn 100 trăm cựu giới chức an ninh quốc gia không hòa ủng hộ đối thủ của ông Trump là bà Kamala Harris đó thì họ tiết lộ ra thôi gì ông trump ghét tiểu bang california nhưng mà sau khi đó phát hiện là ô cho chỗ orange county cái nơi mà ông cố tổng thống ronald reagan chết là nói là người cộng hòa cuối cùng mà chết thì chết ở orange county rồi nó bảo cứ chịu cộng hòa thôi thì tôi, cho tiền viện trợ đó, đó, là người ta kể như thế rồi cũng liên quan đến cụ tổng thống donald trump này nhiều không về cái vụ mà bầu cử thua năm 2020 mà kích động bạo lực ngày 6 giữa năm 21 bị nhớ không? Hôm 1 tháng 10 trong cái cuộc tranh luận giữa ông J.D. và ông uh, ông Tim War thì ở cuối chương trình Tim War có hỏi ông J.D. van ông có thua năm 2020 ông ông J.D. van ông né ông né à, ông không nói ông bảo thua việc ta nói về tương lai thì qua ngày hôm sau tôi có tường thuật quý vị ông đến thành phố um, Auburn Hill ở tại Michigan người ta lại hỏi nữa thế mà là truyền thông sao mấy anh cứ bị cái đẻ ảnh hoài cứ hỏi cái chuyện này hoài bây giờ tôi đang tập trung để tôi, để tôi đẩy cái bà Kamala ra khỏi tòa ốc bà tệ quá à thì ngày hôm qua ông lại bị thêm một cú nữa à trong khi ông đi vận động đó thì bị một cái nhà hài hước Jason Selvig ông này ông hỏi tiếp hey, uh, ông có uh, công nhận ông, uh, ông, ông, ông nghĩ là ai thắng năm 2020 nghìn tại sao ông không trả lời bộ ông thâm thắng 2020 à ông ven nói chuyện bơ yes ôi trời bây giờ quay xe hôm trước thì né bây giờ họ bị hỏi lần thứ ba thì quay xe thì ông xe hỏi lên nữa thì ông JVN bảo yes là hai lần yes sau đó thì ông David lại hỏi ông dí thêm lần nữa tại sao mà bây giờ đối thủ của mình nhiều phiếu hơn mình mà sao ông bảo là thắng được thì ông JVN bực quá bảo tôi thấy anh chán vào tôi nghiệp tranh mà thế ông sau viết hỏi lần nữa thì ông JVN ông làm lờ ông 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 không có gọi là, là không nói năng gì cả tôi cho quý vị uh, nghe cái đoạn âm thanh sau đây bác kỹ thuật có thể cho nghe cái đoạn âm thanh Uh, coi cái 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 mà ông 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 đối thoại, hai ông đối thoại với nhau như thế này cứ nghe rất là vui đây để để, để để cho quý vị nghe đây. So, đây đây. Uh. Yep. So will you will you if, who who won the 2020 election? Could you just answer did, did Donald Trump win yes no Yes. He did win. Yep. So will you will you concede? Will you concede? That, if your opponent gets your opponent gets more votes, will you concede? I really feel bad for you. I, 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 just want to know if, if your opponent gets more votes, will you concede? Nghe thấy không? Tức là hỏi hai lần ông đều nói là ông Trump thắng. Đó. Thành ra bây giờ là đủ thứ chuyện rồi ông ông không cái vụ mà <laughs> xin lỗi cái vụ là quý vị là cái vụ à, um, ông Trump cũng không chịu nhận thua kết quả bầu cử năm 2020 vì nó gây khó khăn trong dây rất là nhiều. Và cuối cùng thưa quý vị gần tới ngày bầu cử thì các gọi là dân biểu Maga, à, tức là tôi gọi là các cái người mà ủng hộ ông Trump tối đa, họ càng bị tâm thần giống như ông Trump. Tại sao tôi nói như vậy? Ngày hôm qua nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene của đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia, một trong những dân biểu Maga ủng hộ fan cứng, fan siêu cứng ủng ông Trump, bà viết ở trên X như thế này về cái vụ bão lần Bà nói này, đúng, họ có thể kiểm soát thời tiết và điều nực cười là bất kỳ ai không tin vào điều này bởi vì quý vị nghĩ là họ không làm được ý bà nói rằng là người ta kiểm soát thời tiết và người ta gây ra cơn bão hỷ linh ở các tiểu bang ở miền nam đông nam nước mỹ thì thưa quý vị trên cái tweet trên cái ách này bà viết chữ đây tức là họ thì bà không nói rõ là ai đó ờ, nhưng mà cái ngôn ngữ của bà đó là bà đổ thừa cho người khác thì cái này người ta nhớ lại trước đây bà từng nói rằng là cháy rừng là do người do thái dùng cái laser bắn từ trên không gian xuống, quý nhớ mà trước bà nói vậy, thì uh, sau đó bà đưa ra một cái bản đồ, à, bà bà viết ra một cái khác, bản đồ bà nói là cái bản đồ mà bị bão, khu vực bị bão cho thấy rằng nó ảnh hưởng cái bản đồ mà đại cử tri bầu cử trong cuộc bầu cử tới đây và có thể bị ảnh hưởng, đó bà viết sáng thứ năm và có vẻ như là bà tố cáo bên dân chủ đã gây ra cái bão này để mà giết hàng trăm người một hàng trăm cử tri hàng ngàn cử tri hoặc là để cản trở những cử tri để đi bầu để họ không thể bầu cho ông trump đó trong cuộc bầu cử sắp tới đó thì á uh, bác thật cho coi cái laptop tôi để cho coi cho bị coi cái bản đồ này, đây đây bà tweet đây bà viết đây bác thật cho coi laptop thôi, đó đây thấy chưa this year map hurricane affected area with an overlay of electoral map by political party show How hurricane devastation could affect the election. Đó quý vị thấy không? Thì đây quý vị nhìn vô toàn các tiểu bang Cộng Hòa, Tennessee, nè, Florida, nè, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia, Kentucky, đó, cái vùng này. Thực ra thì bây giờ trong đây đó, cái sinh nhà thì là gần dần trở thành dân chủ nhưng mà thống đốc Cộng Hòa. North Carolina thì là tiểu bang chiến trường, Georgia chiến trường, chiến trường. South Carolina, Florida, Tennessee, Kentucky, bốn tiểu bang Cộng Hòa. Ý bà nói như vậy thì người ta đoán rằng là rồi thế rồi là bà đổ thừa với dân chủ rồi. tại sao tôi nói người ta nói vậy rất rõ ràng bà này từng đổ thừa người cháy rừng là do người do thái dùng laser từ ngoài không gian chiếu vô nó nói đến một cái tình trạng tâm thần nó nặng thấy không tại sao gọi tâm thần quý nhớ không ông Trump một chiếc vụ covid 19 chín ông kêu tao uống cái, cái, cái cái thuốc mà lau bàn cầu đó clorox sợ nhớ uống đó thậm chí có vị dân cử ở Việt nam california này ông don wagner là chủ tịch hội đồng giám sát ông cao tiếng của hỏi người ta là khi chích mà Ờ cái vaccine covid 19 ở trong đó nó có máy nghe máy theo dõi đó, đó đây là những ý tưởng mà thưa quý vị ba gà nghĩ ra thôi không có ai mà nghĩ được thì người ta bảo là chắc gần đến ngày bầu cử thì mấy người này họ bị tâm thần nặng giống ông trump ông trump ông là một dạng tâm thần quý vị không tin quý vị để ý đi. những cái lời nói của ông và những cái hành động của ông À, fan Trump nói là ông Dũng chắc tâm thần luôn Chắc tổng tâm thần luôn Nó đưa tim tâm viết chắc tổng tâm thần theo luôn <laughs> Nhưng mà đây là cái sự kiện mà cho thấy là quý vị bà Marjorie Taylor Green một phe chiếu cứng của ông Trump bây giờ lại có vẻ như đổ thừa rằng là gì bên đảng dân chủ kiểm soát thời tiết và họ gây ra báo hỷ linh nhắm vào cử tri của đảng cộng hòa để cho những người này không đi bầu trong cuộc bầu cử tới đây đó là thông điệp chúng ta thấy đó cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào những kỳ sau.